nghĩa là nhánh này nè, B hai là Y. Tôi cho cái màu khác đi, màu xanh đi. Đây, em đang nghĩ ra hai nhánh Y và D sâu, Y và D sâu B. Và nãy chúng ta thấy là còn chữ C nữa, có cái nào sâu thành C hay không? Ở đây có chữ C mà phải là tắt F sâu C và D, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ phải D ở đây công tắc F sâu C. C này chỗ này đúng không? C và D, F sâu C và D. Cho nên nếu mà em vẽ F này sâu C và D, trong khi C và D có rồi đúng không? Đúng ạ. D ra nhánh này, C ra nhánh này. Trường hợp này em nối lại thành một cái sự kiện cuối cùng ở đây. Cho nên nếu mình xử lý như thế là hai cái đường này phải là gọi là công tắc ảo, dạng cái đường mũi tên đứt nét á, nhớ không? Đúng không? Nó chỉ thể hiện mối quan hệ thôi, chứ không có tiêu tốn và thời gian và nguồn lực đó. Cho nên nếu vẽ thì phải vẽ là công tắc ảo, hoặc là sẽ nhập thành C, cái nút cuối của thành C và cuối của thành D lại thành một nút. Có nghĩa là trong quá trình triển khai mình vẽ ban đầu, nếu thấy nó không phù hợp thì có thể điều chỉnh lại, đã cho nó nhập lại thì mới ra thành F này được. Đó, hiểu vấn đề này không? Đó, rồi sau đó mình giải quyết được F, F sau CD. Dạ, hiểu rồi. Thì mới triển khai tiếp những cái tiếp theo. Chẳng hạn như G sau EF. G sau EF thì em đang là nối cái thằng này lại nữa, đúng không? Nên đó đúng ra hai thằng này cũng là ảo nè. Đó, hoặc là có thể nhập lại, nhưng mà phải đảm bảo như giống lúc nãy thầy nói, khi mà nhập nhập các cái nút lại thì chúng ta phải đảm bảo vấn đề là nó không tạo ra những cái quan hệ cản trở các công việc khác, là chúng ta phải chú ý vấn đề đó. Như vậy ở đây chỗ trên này là G đúng không? G siêu E rồi H siêu B, H siêu B B, B nó nằm ở trên đây, em kéo cái đường xuống đây ra H ở đây. Đó. Như vậy thì cơ bản là Vũ cũng vẽ vẽ được, nhưng mà nó vẫn còn sâu một vài cái thiếu sót. Đó. Cho nên mình phải vẽ nhiều lần, nhiều bài thì mới ra được. Tiếp theo tôi xem bài một cái bạn mới nữa thôi. Cái này như vậy được bài cô này của bạn Rafita là bạn nào đây? Ở trên còn bài của em nữa thầy. À? Còn bài của em nữa thầy. Xung quanh ở trên. Còn bạn nào mới gửi sâu đây? Xin lấy bài.
Xin bài cô Huy trước đi ha. Đây là chúng ta thấy nè, cái này vẽ nó có rõ ràng hơn chút đúng không? Có đường mũi tên. Thứ nhất là vẫn giải quyết được cái thứ nhất là công việc A mở cái khởi đầu này. Số A có BCI đúng rồi, đúng không? Và tiếp theo là số B. Số B có DI. Cái này D và E. Đó, trong quá trình vẽ thì thường cái dữ liệu nào sử dụng rồi á, các em nên đánh dấu để tránh mình bị rối hay là sử dụng lại nữa đó. Nên ở đây là mình đang sử dụng các dữ liệu tô tô màu vào đây. Như vậy thì hiện tại là các công tắc BCI đã vẽ rồi. Như vậy chúng ta quan sát trên đây thấy là B nó đứng trước D và E, có nghĩa là cell B chúng ta sẽ triển khai ra công tắc D và công tắc E như ở đây. Đó. Chỗ này và chỗ này. Như vậy là cái dòng này, dữ liệu dòng này cũng đã dùng. B B. Tới này thì chúng ta thấy là chỉ còn có ba, còn có bốn dòng nữa. Nhưng mà khi chúng ta thấy một cái công tác mà ở đây nó đứng một cái công tác mà phía trước nó có hai công tác, chẳng hạn như công tác F, chúng ta thấy trước nó có hai công tác C và D, thì khi vẽ những cái này chúng ta phải thận trọng, bởi vì có thể sẽ xảy ra trường hợp là mình gán nó sẽ ràng buộc các mối quan hệ mà không đúng như trên cái đề bài nó yêu cầu. Như vậy giờ chúng ta thấy F này, F là sâu C và D. Thứ nhất C nằm ở đây, D nằm ở đây. Như vậy là ra công tắc F ở đây. Huy đang vẽ là hai công tắc ảo đi đến này ra thành F là đúng, không có vấn đề gì. Rồi sau đó thì F, C và D từ tô một lần cho nó đỡ rối. Dòng thứ nhất F, C và D tại đây ra F rồi tiếp theo G, C, E. Cũng là đúng, G, C, F là một công tắc ảo, hai công tắc ảo để triển khai ra công tắc G. Rồi sau đó mới là công tắc H là C, B, H, C, B. Chúng ta thấy là B nằm ở túc phía trước đây, H nằm phía sau. Như vậy thì bản thân nếu G này mà sâu thành H, G sâu đâu, H công tắc H này sâu BF, bản thân nó sâu F thì đương nhiên nó sẽ sâu B luôn,
cho nên hoàn toàn có thể mọc ra ngay chỗ sau cái ép này. Đạo Huy, Huy làm là thấy chỗ này đúng không? Dạ thầy. Có nghĩa là sau ép ở đây thì hoàn toàn nó sẽ sau được sau B, bởi vì nó đi theo một tuyến đường mũi tên này nè. Cho nên bản thân mình thiết lập sau ép thì nó cũng sau B rồi, không cần đi một cái đường đứt nét từ cuối điểm B này cho tới cuối điểm S nữa, cho nên không cần thiết. Ra H rồi mới sâu, sâu cái này là ba đường đứt nét để mọc ra cái thằng R, bởi vì R này nó đứng trước G, H và Y, cho nên em đi ra ba cái đường đứt nét. Thì với cách vẽ như thế này là nó cũng là đúng, nhưng mà sơ đồ nó chưa được gọn lắm, chưa được gọn lắm. Cho nên chúng ta làm sao để xử lý lại, hạn chế nhất tối thiểu các công tắc ảo này. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ tối ưu lại cái sơ đồ như thế nào để giảm ít nhất các công tắc ảo có thể. Đó. Cho nên vẽ sơ đồ cái này mới chỉ là bước thứ nhất. Như vậy bước thứ hai chúng ta phải làm cho cái sơ đồ nó gọn hơn, nó ít công tắc ảo hơn. Đó. Thì chúng ta làm bước thứ hai, chúng ta dành ít phút chúng ta làm bước thứ hai để biến nó thành một cái sơ đồ khác nó gọn hơn. Sao chúng ta dành 5 phút được. Sơ đồ này cũng là A ra BCI, F chúng ta thấy là F sau CD, nhập F lại, rồi G, G sau FE, sau FE, G sau FE, H sau BF. Chỗ bạn này là làm G và H là nhập chung thêm một công tác sao em? Dạ đúng rồi thầy. Mình nhập thế này thì nó đúng được không? Tại vì ở đây bước khúc trước thì em làm đúng rồi nè, đúng không? Nhưng mà đến chỗ này có lẽ là em đang xử lý hai cái dòng này, G sau F, G sau F và G sau BF, như vậy nó cùng sau F, nó cùng sau F. Nhưng mà bản thân em đặt như thế này thì dẫn đến G nó cũng sau, nó chỉ sau EF, EF thôi chứ nó không có sau B. Đó, G nó không có ràng buộc sau B. Chỉ có H là sau BF thì chỗ này có chữ H không là đúng. Nhưng mà bây giờ mình phải giải quyết mối quan hệ làm sao để mà cái H này nó sâu BF chứ không có nó không có sâu E, không sâu E. Được. Đó, bây giờ là em tách ra, em tách làm sao để mà giải quyết được cái thằng công tắc G này. Công tắc khác chứ, công tắc khác nó vẫn sâu F nhưng mà nó không sâu E là được. Rồi khúc sâu này là G sâu GHI cũng phải vẽ lại. Cho nên vấn đề là em đang bị sai chỗ này. Rồi chúng ta xử lý lại một chút, khoảng mấy phút đi, rồi chúng ta quay lại.
Sau như vậy thì alo, chúng ta quay lại bài nha. Rồi.
là tôi mới nhận một một bài nữa. Như vậy với cái bài này thì chúng ta thấy là đang sử dụng rất nhiều công tắc ảo. Nó cũng đã thể hiện đầy đủ các mối quan hệ theo yêu cầu của đề bài. Nhưng mà công tắc ảo nó quá nhiều. Với bài này thì nó lại mắc một cái sai lầm ngay chỗ khi mà triển khai công tắc H. Công tắc H là sự B và S. Đó. Và tôi mới nhận một bài nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là A xong rồi BCD, F sau CD. Cho nên dẫn đến C và D phải nhập lại. Rồi sau đó Y là sau B. Y sau B từ đây triển khai ra. Không có vấn đề gì. Tại vì nó chỉ có đứng trước nó chỉ có một công tắc, đó là B. Cho nên triển khai ra hoàn toàn được. Sau đó chúng ta thấy là có công tắc G sau EF. G sau EF như vậy. Trước hết là nó phải mọc ra từ công tắc E. Hoặc là mọc ra từ công tắc F. Hoặc là phải nhập hai thằng này lại. Đó. Nhưng mà chúng ta phải F sau CD và Y sau BC. Hai này là mọc ra là được rồi. Nhưng mà G sau EF. Cho nên nếu chúng ta nhập lại á, nhập EF lại để mọc ra G á, thì chúng ta sẽ bị vướng giống như cái bạn lúc nãy ở đây. Có nghĩa là nhập EF lại để mọc ra G. G thì dẫn đến H. Lúc biểu diễn H chúng ta không biểu diễn được. Cho nên phương án nhập lại là không khả thi. Cho nên vẫn phải để riêng E và F. Như vậy thì khi đó chúng ta triển khai ra G từ E hoặc là G từ F. Đó. Như vậy thì trường hợp ở đây bạn này là triển khai ra G từ E xong rồi đến mà G này vẫn sâu F thì triển khai một cái công tắc ảo nối từ cuối điểm F cho tới điểm E thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là thể hiện được G sâu E và F là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này. Và sau đó chúng ta thử thể hiện H. H ở đây là sâu BF, sâu B ở đây và sâu F ở đây. Cho nên chúng ta thấy là vẫn đạt được cái mục tiêu là H, H sâu BF và không sâu E. Như vậy thì ra đến đây. Có nghĩa là mọc ra hai cái này độc lập cái đã. Rồi sau đó là chúng ta thấy là có một cái công tắc RI. RI là sâu I GH. Cho nên bạn này là cho G và thằng H nhập lại. Và đây kéo một công tắc ảo qua để ra công tắc đi. Thì biểu đồ này cũng là một dạng là khá tốt. Nhưng mà để mà hoàn chỉnh hơn nữa thì số 5 này này em nhập vô số 8 luôn. Đó. Công tắc Y nó sẽ kéo dài từ nút số 2 đến nút số 8. Đó. Thì nó sẽ ra cái sơ đồ mạng hoàn chỉnh. Đó. Rồi đến đây chúng ta thấy có ai thắc mắc cái gì không? Xem lại một cái nữa, đó là vấn đề đánh số thứ tự trên các nút này. Chúng ta sẽ đánh số thứ tự nút 1, 2, 3, 4. Có nghĩa đánh số làm sao để kết quả là chúng ta rà soát lại là cái đường mũi tên nó phải đi từ số nhỏ cho đến số lớn. Từ số nhỏ đến số lớn. Ở đây 3, 6, 3, 7, 6, 7, đúng không? Đó. Chỗ này rất dễ bị nhầm lẫn nè.
chúng ta đánh ở dưới 7 ở trên 6 thì rõ ràng sẽ bị sai. Cho nên chú ý chỗ này, ở dưới 6 ở trên 7, để đảm bảo là mũi tên mặc dù là công tắc áo hay công tắc thật đều đảm bảo đi từ chỉ số nhỏ đến chỉ số lớn. Qua đây số 8, số 9. Như vậy thì với sơ đồ này chúng ta chỉ cần khắc phục một chút nữa là công tắc Y này, chúng ta gom nút cuối cùng này vào nút số 8. Nút số 8 là chúng ta sẽ có cái bài làm hoàn chỉnh. Nó còn một vài bài nữa. Bài này thì chúng ta thấy là chúng ta đang có kết thúc ở hai nút số 6 và số 8. Cái này nó chạy ra rồi nó cũng quay ngược về. Quay ngược về đây. Cái này vẫn mất cái sai lầm, đó là nhập E và F lại để đi ra, để mọc ra thành H và thành G. Thì nó sẽ xảy ra cái sự ràng buộc nó không đúng như cái đề bài ban đầu. Đó. Đề bài chúng ta thấy là G sâu EB, H sâu BF, H sâu BF, B và F, chứ H không có sâu Y. Khi chúng ta đặt H vào đây có nghĩa là chúng ta đang gán cái thằng H này nó sâu Y. Điều mà đề bài chúng ta không cho. Trong khi H này đề bài cho chỉ sâu B và sâu F thôi. Cho nên chúng ta nhập hai cái này lại dẫn đến chúng ta mất sai lầm ở đây. Mất sai lầm ở đây. Đó. Nhập cái này lại. Đó. Tiếp theo bài này ABCD DCBC FCD. Bài này thì chúng ta đang sai lầm ở ngay từ chỗ nút E này. E này nó sâu cả B và C. B và C. Cho nên nó phải có công tắc áo hoặc là nối hai đây lại. Nên chúng ta mắc sai lầm từ sớm hơn. Đành bài này đến đây là được rồi. Là chúng ta giấy lao 20 phút đi, rồi chúng ta quay lại tiếp tục phần lý thuyết, phần tính toán về thời gian của sơ đồ mạng nút, sơ đồ mạng nút sự kiện. Chúng ta giấy lao 20 phút đi.
Alo. À, chúng ta tiếp tục nha. À, thì chúng ta đang ở phần sơ đồ mạng sơ đồ mạng sự kiện và đã nghiên cứu về cái phần nguyên tắc 7. Vậy cơ bản ở đây là chúng ta đã đến giải quyết được cái việc vẽ cái sơ đồ mạng sự kiện này lên lên trang giấy để thể hiện được các cái mối quan hệ giữa các cái công việc và ghi tên các công việc rồi ghi thông tin về thời gian thực hiện của các công việc trên sơ đồ và đánh số nút đọc. Thì đó mới là bước thứ nhất, đó là thể hiện cái thông tin, thể hiện cái các cái mối quan hệ giữa các công việc trong một dự án hay là một công trình và lên trên cái sơ đồ mạng. Còn bước thứ hai đó là chúng ta dựa vào cái nền tảng sơ đồ mạng đó để chúng ta tính ra những cái thông số cần thiết phục vụ cho việc quản lý và điều hành sơ đồ mạng hay là quản lý điều hành công việc trong cái dự án, trong cái công trình của chúng ta. Thì chúng ta sẽ sang cái nội dung thứ hai, đó là tính toán các thông số thời gian. Tính toán các thông số thời gian. Đó thì các thông số mà ghi trên sơ đồ mạng nó sẽ có dạng như thế này. Đây là trường hợp mà mình trích xuất một cái công việc nào đó, một cái công việc A nào đó, công việc ở đây ký hiệu là easy, nghĩa là chúng ta lấy cái nút đầu và nút cuối của công việc để đặt tên cho công việc. Ở giữa một sơ đồ mạng tổng quát có thể là chúng ta tách ra một cái công việc easy nào đó có thời gian thực hiện là DEG, thời gian thực hiện nó. Như vậy thì khi chúng ta vừa vẽ sơ đồ xong thì cơ bản là chúng ta có được các cái thông tin này, những cái mà tôi khoanh tròn đó, khoanh tròn màu đỏ, tên công việc EG, nút đầu Y, nút cuối G và thời gian thực hiện DEG. Còn chúng ta khi mà đưa lên đây thì với cái sơ đồ mạng này nó sẽ là cái công cụ để chúng ta tính ra được nhiều cái thông tin khác nữa để phục vụ cho cái việc quản lý và điều hành thi công. Chẳng hạn như công tác này nó sẽ được khởi công sớm nhất ở thời điểm nào, khởi công sớm nhất có nghĩa là trong điều kiện mà cái đường ranh hay là cái thời gian của dự án nó đã khóa rồi thì trước công việc này thì nó sẽ có một số công việc việc khác. Như vậy thì nó phải xong, các công việc phía trước nó phải xong ở thời điểm sớm nhất có thể thì nó mới triển khai. Cho nên đấy là một cái thông tin quan trọng, có nghĩa là công việc easy này có thể khởi đầu sớm nhất ở thời điểm nào và sau đó một cái khoảng thời gian DEG thì sẽ cho chúng ta kết quả là cái thời điểm kết thúc sớm nhất của công việc. Và một cái nữa đó là thời điểm khởi công muộn nhất là lúc nào, tương ứng với nó là thời điểm kết thúc muộn nhất có thể để nó không ảnh hưởng đến công việc phía sau. Thì như ở chương thứ hai chúng ta cũng đã đề cập đến chuyện này rồi. Cái việc khởi công sớm nhất hay là khởi công muộn nhất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái dòng tiền mà chúng ta bơm vào để thi công công trình. Nếu chúng ta triển khai tất cả các công việc sớm có nghĩa là chúng ta đang đầu tư tiền vào công trình sớm hơn, chúng ta triển khai các công việc sớm hơn và tương ứng với nó thì chúng ta sẽ có cái mức độ chắc chắn về cái thời gian hoàn thành công trình theo hợp đồng, nó sẽ mức độ chắc chắn nó sẽ cao hơn. Còn một trường hợp nữa là mà khi đó thì cái chi phí tài chính chúng ta sẽ lớn hơn bởi vì chúng ta đã đầu tư tiền sớm vào công trình. Còn nếu chúng ta đầu tư tiền trễ hơn, có nghĩa là chúng ta lùi các công việc về phía sau muộn nhất có thể,
thì chúng ta thấy là chi phí về tài chính, về lãi vay chúng ta sẽ thấp hơn. Có nghĩa toàn bộ dự án chúng ta sẽ có cái chi phí đầu tư thấp hơn để thực hiện. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta sẽ có một cái rủi ro về việc chậm tiến độ. Khi mà chúng ta lùi tất cả các công việc về phía sau thì rõ ràng chỉ cần một công việc nó bị chậm trễ, bị rủi ro do thời tiết, do tai nạn, do thiết bị, thì nó dẫn đến các công việc phía sau đó sẽ bị lùi, đi theo, không thể cứu vãn được. Chính vì thế, cái thông tin về thời điểm khởi sớm, kết sớm, khởi muộn, kết muộn, đó là một trong những cái thông tin quan trọng mà khi quản lý điều hành thi công chúng ta phải biết. Đó. Rồi tiếp theo, ở mỗi cái sự kiện này, sự kiện thứ Y hay là sự kiện thứ Y này thì nó xảy ra ở thời điểm sớm nhất là lúc nào và muộn nhất là lúc nào cũng là quan trọng. Có nghĩa là trên cái nút này, T sớm T muộn này nó ở đâu, bởi vì sau khi cái này xảy ra thì mới có thể triển khai được cái này. Khi cái này xảy ra thì mới triển khai được cái này. Có nghĩa là sự kiện xảy ra sớm nhất, thời điểm sớm nhất của sự kiện, thì ngay sau đó chúng ta mới triển khai được thời điểm các công việc phía sau đó, triển khai. Đó chính vì thế mà chúng ta phải sử dụng cái sơ đồ mạng để tính ra được các cái thông số này để phục vụ cho quản lý điều hành thi công. Nên đây là cái bước thứ hai mà chúng ta sử dụng sơ đồ mạng để tính toán ra được những cái số liệu để phục vụ cho quản lý điều hành cũng như kiểm tra trong quá trình thi công. Cho nên chúng ta sẽ đi tìm hiểu dần dần về cái tiến trình thời gian, đúng không? Một sự kiện thứ Y này có thể là nó xảy ra sớm nhất ở đây, đúng không? Mà xảy ra muộn ở đây. Sau khoảng thời gian sớm này thì có thể triển khai ra cái công việc easy với khoảng thời gian để easy. Thời gian muộn có nghĩa là bị rào chắn chặn cuối ở đây, rồi mới triển khai lùi về cái thời gian khoảng muộn. Chúng ta đi cụ thể. Đây là cái giới thiệu ban đầu về các thông số thời gian trên sơ đồ mạng. Thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng thông số. Ở đây chúng ta có khái niệm. Thứ nhất là thời gian của sự kiện, chính là thời gian trong các cái nút này. Sự kiện này xảy ra khi mà nó hoàn thành tất cả các công việc phía trước nó, bao gồm DI, CI và FI, ba công việc phía trước nó. Phải xong thì mới dẫn đến cái này. Đó là sự kiện hoàn thành các công việc phía trước. Cho nên người ta viết cái khái niệm nó thế này. Thời điểm sớm của sự kiện T, IS, có nghĩa là Y ở đây là thể hiện cái thứ tự, cái nút thứ Y. S là thể hiện là thời điểm sớm của sự kiện. Chỗ này có chữ thời điểm. Đó, là thời điểm sớm nhất kết thúc tất cả các công việc đi vào sự kiện. Cái mặt tô màu đỏ lên đó. Hay thời điểm sớm nhất có thể bắt đầu các công việc đi ra. Và nó cũng là thời điểm sớm nhất có thể bắt đầu các công việc đi ra từ sự kiện Y. Và ở đây nó sẽ cho chúng ta công thức tính toán. Thì ở đây là chúng ta, cái hình này là tôi đang tách một cái nút ở bất kỳ có thứ tự là thứ Y ở giữa sơ đồ mạng. Cho nên với cái giả định tổng quát là phía trước nó có thể có N công tác, phía sau lúc đó có thể có N công tác nào đó nữa. Đó.
tất cả những cái công tác mà có số có cái nút mà nhỏ hơn y, CDS nhỏ hơn y, là nút phía trước của y, còn cái này là phía sau của y, KNLN, KNLN là lớn hơn y. Như vậy thì cái thời gian sớm này, cái hiệu TIS này nó sẽ bằng thứ nhất, trường hợp thứ nhất là nó sẽ bằng 0, sẽ bằng 0 khi y bằng 1. Chúng ta biết y bằng 1 thì lúc này ở đâu? Trên sơ đồ mạng y bằng 1 thì cái lúc này chính là ở nút đầu tiên. Nút đầu tiên 1. Cho nên nút đầu tiên thì cái này nó sẽ là 0. Tiếp theo ở các nút từ thứ 2, thứ 3, thứ 4 đi thì cái này nó sẽ lấy giá trị max, giá trị lớn nhất của tất cả các cái T, T sớm, thời gian sớm của cái nút phía trước đó cộng cho cái thời gian thực hiện công việc. Cho nên chúng ta thấy là T CS chính là cái này cộng cho cái này. TD DS chính là chỗ này dấu cộng, chính là chỗ này TDS cộng chữ D DI, TSF cộng cho DFS ở đây. Có nghĩa là cộng tất cả các cái tuyến đường dồn lại từ cái nút đầu tiên đến đến cái vị trí này. Đó. Mà y nằm trong khoảng 1 cho tới n, y nằm trong khoảng 1 tới n thì tính theo công thức này. Có nghĩa là mỗi một cái nút y nằm trong khoảng từ 1 cho tới n. Đó. Trừ nút số 1 ra, nút số 1 tính theo công thức này. Các nút còn lại tính theo công thức này. Thì ở đây người ta sẽ lấy giá trị max tất cả các cái nhánh, cái nhánh. Nếu mà viết công thức thì có vẻ nó phức tạp, đúng không? Chúng ta sẽ một cách đơn giản thì chúng ta nhìn trên sơ đồ mạng đó, sơ đồ mạng vừa rồi các em vẽ đó, chúng ta sẽ bắt một con đường, nó có sẽ có nhiều con đường, đúng không? Có nhiều con đường từ nút khởi đầu đi tới nút thứ y này. Đó. Nếu chúng ta cộng theo thời gian, theo chiều dài thời gian thì cái nào dài nhất, dài nhất chính là ra T I S này. Đó là một cách đơn giản nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy tính thời điểm muộn của sự kiện. Thời điểm muộn của sự kiện, trong cái sự kiện thì thời điểm muộn này được ký hiệu bằng cái T GM, GM ở đây. Đó. Trong một cái nút này á, thì T GS này được tính như vừa rồi, còn cái T GM chúng ta sẽ có công thức tính khác. Với tính thời gian của thời gian muộn của sự kiện thì người ta sẽ dùng tính ngược lại, có nghĩa từ nút cuối cùng tính ngược về nút đầu. Lúc nãy là chúng ta thấy là người ta khởi đầu giá trị bằng 0 ở ri bằng 0. Còn bây giờ thì người ta khởi đầu tính toán ở ri bằng n, có nghĩa là tính lùi từ nút thứ n về nút đầu tiên. Đó. Như vậy ở với cái này thì chúng ta thấy là ri bằng n, tại ri bằng n thì thời gian muộn bằng thời gian sớm. Thời gian muộn bằng thời gian sớm. Rồi sau đó chúng ta lùi về các nút phía trước của nút cuối cùng đó. Nút n trừ 1, n trừ 2, n trừ 3 gì đó trước nút n đó. Và chúng ta lấy cái thời gian của nút phía sau trừ cho khoảng thời gian thực hiện của công tác tương ứng. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta đi, nếu đi theo đường đây thì chúng ta sẽ lấy cái này trừ cho cái này, cái này trừ cho cái này, cái này trừ cho cái này. Đó.
và cuối cùng phải lấy giá trị min, lấy giá trị min của cái nhóm đó. Cho nên một nút nếu chúng ta thấy có ba con đường lùi về nó, nút ri này có ba con đường lùi về nó, thì trong thành phần này chúng ta có ba cái số liệu chúng ta tính toán ra và lấy giá trị min, thì chúng ta sẽ được cái thời gian muộn của cái nút đó. Đó là thời gian của sự kiện, cái thông số thứ hai. Tiếp theo chúng ta sang cái nhóm công việc của nhóm thời gian của công việc. Vừa rồi là thời gian của sự kiện, chúng ta có hai loại thời gian của cái sự kiện. Bây giờ chúng ta qua thời gian của công việc. Thì công việc này chúng ta thấy là có thời điểm khởi sớm và kết sớm, khởi muộn và kết muộn. Như vậy thì trên cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy là người ta thiết lập thời gian khởi sớm này chính là bằng thời gian sớm của sự kiện. Có nghĩa là thời gian khởi đầu sớm nhất của các công việc liền phía sau cái sự kiện đó là chính là bằng cái thời điểm sớm của sự kiện đó xảy ra. Khi sự kiện đó xảy ra sớm nhất thì tương ứng công việc phía sau nó có thể triển khai sớm nhất. Nó không thể triển khai trước cái thời điểm sớm của sự kiện này. Đó. Cho nên công thức này đơn giản, người ta chỉ thiết lập hai cái này bằng nhau. Có thể viết kiểu này cũng được. Nếu chúng ta chưa tính thời gian của sự kiện, chưa tính thời gian nút mà chúng ta đến tính thời gian công việc, thì chúng ta sử dụng công thức này. Thì nó giống như công thức tính thời gian của sự kiện. Và sau đó có thời gian khởi sớm. Thời gian khởi sớm công việc đã xác định thì sẽ tính được thời gian kết sớm. Chỗ này khởi sớm có rồi thì chúng ta làm cái dấu cộng lại thì nó sẽ bằng ra cái này. Như vậy với cái thời gian sớm, khởi sớm và kết sớm của công việc, chúng ta tính hoàn toàn nếu chúng ta đã tính thời gian của sự kiện thì chúng ta hoàn toàn dựa trên các cái nút sự kiện đó để tính ra được thời gian khởi sớm và kết sớm của các công việc phía sau nó. Và chúng ta có thể tính bất kỳ ở chỗ nào trước, không cần phải tính từ đầu đến cuối. Đó. Với sự kiện, chúng ta sẽ tính thời gian sớm sự kiện bằng cách là tính từ nút số 1 cho tới nút N. Còn tính thời gian muộn của sự kiện, chúng ta sẽ tính lùi từ nút N cho tới nút số 1. Mà khi có thời gian sự kiện rồi, thì chúng ta đi tính khởi sớm, kết sớm công việc, thì chúng ta có thể hoàn toàn dựa trên cái thời gian sớm và thời gian muộn của sự kiện để tính toán. Tương tự như vậy, chúng ta tính thời gian khởi muộn và kết muộn của sự kiện. Thời gian kết muộn công việc được tính theo công thức này. Và chúng ta lưu ý có cái cột này. Chính là cái thời gian muộn muộn của cái này nó bằng bằng cái này. Chúng ta có thể đi từ cái mũi tên này qua liều bên này qua. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái điểm cuối của mỗi công tác để tính thời gian kết muộn nhất có thể, rồi từ cái này chúng ta mới trừ nó ra, lấy cái này trừ cái này, nó sẽ ra được cái này. Chính là công thức này. Cho nên
Ở đây là thời gian kết mục. Từ cái kết mục này sẽ tính ra khởi mục. Có nghĩa là chúng ta cái này là ở đây, trừ cho cái này, nó sẽ ra cái này. Sau khi tính được kết mục rồi, thì chúng ta sẽ tính ra cái thời gian khởi mục. Còn công thức này hoàn toàn chính là công thức ở trên. Chúng ta đi tính, nó chính là cái thời gian muộn của sự kiện. TMR hay TMI gì đó. Đó là thời gian của công việc, thời gian kết muộn và thời gian khởi muộn. Tiếp theo chúng ta nói về thời gian dự trữ. Thì trong tổ chức làm việc hay là tổ chức xây dựng thế, cái thời gian dự trữ là một cái thông tin rất quan trọng để chúng ta xem thử là cái khoảng lùi có thể của mỗi một công việc nó là bao nhiêu, mà nó không ảnh hưởng đến các công việc khác. Và ở đây người ta gọi là thời gian dự trữ. Có nghĩa là nếu công việc đó tôi trì hoãn 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày gì đó, thì nó có ảnh hưởng đến các công việc sau nó hay không. Có những trường hợp mặc dù là chúng ta lùi, nó không ảnh hưởng gì đến các cái công việc phi sâu. Có những trường hợp chỉ cần chúng ta dịch một cái là nó sẽ động đến các công việc phi sâu. Cho nên chúng ta sẽ nghiên cứu cái này. Bằng cách chúng ta vẽ cái tiến trình thời gian lên, thời gian lên với mỗi một công việc, với mỗi công việc như tính toán ở trên, chúng ta có khởi sớm, thời gian khởi sớm tương ứng với nó có kết sớm, nhưng mà chúng ta thấy là nó có một khoảng thời gian, còn một cái khoảng nữa nó mới có mới tới thời gian một của sự kiện phía sau nó. Có nghĩa là chúng ta còn một khoảng thời gian này để dự trữ. Khi mà công việc này chúng ta lùi về, nhưng mà chưa vượt qua cái mốc này, thì không ảnh hưởng đến các công việc phía sau. Thì cái này gọi là Z toàn phần, thời gian dự trữ toàn phần. Thì ở đây người ta định nghĩa là khoảng thời gian tối đa cho phép kéo dài thời hạn thực hiện, còn là kéo dài cái thời điểm cuối cùng này này, mà không làm tăng thời gian thực hiện của đường gạch, hay là không làm tăng thời gian thực hiện của dự án, hay là tăng thời gian cái thời điểm hoàn thành của cái công việc cuối cùng, thì gọi là thời gian dự trữ toàn phần. Thì dự trữ toàn phần này bằng cách tính nó là chính là bằng cái TMR này, có nghĩa là một cái công việc EG nào đó, thì mình tính cái Z toàn phần bằng cách lấy cái thời gian muộn nhất có thể của nó, thời gian muộn nhất của cái nút ở phía sau nó, thời gian muộn nhất của công tác này. Hai cái này là bằng nhau. Cái này là bằng nhau. Lấy cái thời gian này trừ cho cái khoảng thời gian từ thời cái thời điểm khởi sớm cộng với cái DEG này. Lấy thời điểm này cộng với cái DEG chính là nó đi đến đây. Như vậy thì Z toàn phần chính là cái khoảng này, từ đây đến đây là Z toàn phần. Một cách nữa người ta có tính cũng dùng cái này trừ cho cái khoảng này.
một cái loại nữa gọi là dự trữ, dự trữ riêng phòng, dự trữ riêng phòng. Cái này chính là dết riêng phòng. Dự trữ riêng phòng thì luôn luôn nhỏ hơn toàn phòng và đã được định nghĩa như sau: là khoảng thời gian cơ động tối đa cho phép của công việc easy trì hoãn mà không ảnh hưởng đến thời gian khởi sốt. Thời gian khởi sốt. Nghe điện thoại đấy. Alo. Nghe của.
Các em chứ không nên nghỉ sớm cái nha. Nhà thầy có kỹ thuật tại chỗ cái mà người đi nhập viện cái mà. Chứ các em nghỉ sớm chút đi. Có thằng nào em nó bị nó nhập viện ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, làm bây giờ phải lo mấy cái thủ tục mấy thứ chút. Các em nghỉ sớm đi. Dạ ha. Để xem thử có kiếm viện lên Sài Gòn rồi gì được không. Đang rối tung hết. Covid cô đồ không đi đâu được hết. Mà không có người